Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của HD Radio. Ngày hôm nay mình sẽ làm một cái video clip giới thiệu về dàn karaoke gia đình với khoảng không gian tầm 15 cho đến 30 mét vuông. Thì bộ sản phẩm ngày hôm nay mình sẽ dùng cấu hình của một thương hiệu rất là nổi tiếng, đó chính là thương hiệu của JBL. Nhắc đến thương hiệu này thì cứ là quá quen thuộc với những người châu Á và người dân Việt Nam mình rồi, đúng không các bạn? Và sản phẩm hôm nay, cấu hình ngày hôm nay mình sẽ đúp nó đặc biệt ở chỗ là thị trường Việt Nam mới được cho ra mắt dòng âm ly kỹ thuật số của thương hiệu JBL. Thì trước đó thị trường chưa có dòng âm ly nào của JBL để chúng ta có thể phối ghép một bộ dàn karaoke. Cho nên thường khi mà các bạn sử dụng loa JBL thường đánh với những cái âm ly khác, phổ thông thông thường khác, nó sẽ không ra một cái chức âm đồng điệu và cho ra cái dải màu sắc âm xanh tốt nhất. Khi mà chúng ta sử dụng đồng bộ sản phẩm nó vẫn sẽ ưu tiên tối ưu hơn, đúng không các bạn? Và video clip lần này mình sẽ review chi tiết hơn về sản phẩm ngày hôm nay cũng như là cho các bạn trải nghiệm chức âm nha các bạn. Không để mất thời gian các bạn nữa. Nhưng mà giờ đây mình sẽ tiến gần máy quay hơn để chúng ta có thể cùng nhau review chi tiết sản phẩm hơn nha các bạn. Và đầu tiên sản phẩm mà mình muốn giới thiệu đến cho các bạn đó chính là dòng loa JBL với model là MK12. Nhưng mà các bạn nhìn vào dòng loa như thế này, chúng ta sẽ thấy nó có một cái màu sắc phủ màu nâu. Đập vào mắt chúng ta rất là đẹp, đúng không các bạn? Đập vào mắt rất là đẹp. Khi mà chúng ta sở hữu cặp loa này thì chúng ta đặt ở mọi không gian phòng, khách, phòng ngủ hay như thế nào đó cũng sẽ giúp tăng thêm cái phần thẩm mỹ của không gian của các bạn. Và loa được sử dụng là một củ loa bass 3 tấc và hai củ loa chép 7,6 cm và mức công suất liên tục là 250W cho ra. Thì với cái công suất này thì loa có thể đáp ứng tối ưu không gian tầm 15 cho đến 30 mét vuông. Và như dòng loa sản phẩm này và dòng micro JBL VM300 cấu hình ngày hôm nay mà mình giới thiệu đến cho các bạn, thì hai dòng sản phẩm này mình cũng đã có làm review chi tiết về sản phẩm của hai dòng sản phẩm này. Nếu các bạn muốn coi lại thì mình sẽ ghim cái phần link hai sản phẩm đó ở dưới bên dưới để chúng ta có thể cùng nhau link vào để có thể tìm hiểu chi tiết hơn về hai sản phẩm ngày hôm nay nha. Ngày hôm nay video clip ngày hôm nay mình sẽ nói sơ lược qua hai sản phẩm này thôi. Chú trọng nhất vẫn là chiếc âm ly JBL Vision 3 này, khi mà vừa cập bến tại HD Radio là mình háo hức muốn review cho các bạn xem những cái tính năng, cấu tạo cũng như là chiếc âm của nó mang lại như thế nào. Và ngay bây giờ đây mình sẽ tiến máy quay lại gần hơn để chúng ta có thể nhìn tổng thể hơn về cái dòng âm ly JBL Vision 3 này nha các bạn. Và đây là một dòng sản phẩm chính mà mình muốn giới thiệu cho các bạn ngày hôm nay. Một chiếc âm ly, các bạn có thể thấy được là thương hiệu JBL vừa cho ra mắt một chiếc âm ly kỹ thuật số dùng để cho nhu cầu ca hát nghe nhìn của các bạn. Đây là thương hiệu JBL được in chìm lên đây, một cái logo JBL Entertainment rất là nổi trội luôn các bạn. Và đặc biệt là nó sẽ có luôn một màn hình LCD hiển thị đây để giúp chúng ta có thể cương chỉnh, nhìn vào cái màn hình này để biết cái thông số, cương chỉnh nhạc, effect hoặc là micro. Đây là nút nguồn của sản phẩm. Đây là những cái logo được thể hiện hỗ trợ các ứng dụng cũng như là công nghệ của sản phẩm. Đầu tiên đó chính là Bluetooth. Đây là sản phẩm rất là hay khi mà sở hữu một cái kết nối không dây như thế này, giúp cho việc mà các bạn không muốn hát hò trên TV thì mình cũng thể bật Bluetooth trên iPad, điện thoại để kết nối không dây với sản phẩm để chúng ta cùng trải nghiệm sản phẩm. Rất là ưu điểm khi mà hãng cũng đã cho được cái ứng dụng Bluetooth này vào. Và đây là cổng USB Play, tức có nghĩa là chúng ta muốn chơi nhạc từ USB thì chúng ta có thể ghim vào cổng này để chúng ta có thể trình diễn nhạc và chúng ta tận hưởng thôi các bạn. HDMI nó sẽ có HDMI ARC, HDMI 1, HDMI 2 tùy vào các nguồn vào để chúng ta có thể lựa chọn. FE đây cũng là cái phần mềm của hãng. Và cái phần BCUI này tức có nghĩa là chúng ta có thêm một cái phần mềm ở ngoài để chúng ta có thể can thiệp, cương chỉnh sản phẩm như một chiếc vang số vậy các bạn. Dòng âm ly số này rất là hiện đại và khá là ưa chuộng, cũng giống như là ưu điểm rất là nhiều, vượt trội hơn những dòng âm ly cơ rất là nhiều các bạn. Đây là mic 1, mic 2 và đằng sau cái cổng nó sẽ có thêm một cái cổng 6 ly, mic 3 để chúng ta có thể ghim vào các tai mic mà mình muốn. Các phím bấm qua bài, tạm dừng và play bài hoặc là trở lại bài hát trước đó là cái phần ở đây chỉ dành riêng cho phần USB thôi. Và một điều đặc biệt nhất
mà dòng Amply này sở hữu. Cái tính năng đó là tính năng cây như thế này. Đây là một tính năng khá là hay của hãng, là khi mà chúng ta mở một đoạn nhạc nào đó mà chúng ta hát có những beat bài nhạc rất là cao mà chúng ta không hát được đó, thì cái này nó sẽ giúp chúng ta giải quyết cái vấn đề đó. Chúng ta có thể hạ tông nhạc hoặc là lên tông nhạc tùy vào cái mức độ mà chúng ta có thể hát đó các bạn. Nó khá là hay khi mà hãng nó tích hợp, rất là ít một số mẫu Amply được tích hợp cái phần cương chỉnh tông nhạc như thế này, thì hãng cũng đã làm rất là ưu ái và khiến cho người dùng có thể có thêm nhiều lựa chọn hơn khi mà sử dụng sản phẩm. Đây là phần kết nối nguồn vào, và cái mod này giúp cho chúng ta có thể chọn cấu hình khi mà cân chỉnh trên máy tính. Nó sẽ gồm 8 cấu hình của hãng mặc định, và chúng ta có thể chọn những cái cấu hình. Một là chúng ta có thể cấu hình để chúng ta nghe nhạc bolero, cấu hình hai chúng ta có thể nghe nhạc đen, nhạc house hoặc là nhạc trẻ, tùy vào cái cấu hình mà chúng ta lựa chọn để chúng ta cân chỉnh cho từng cấu hình phù hợp với không gian của các bạn. Và đây là ba nấm tinh chỉnh chính về phần music. Phần EFX này tức có nghĩa là phần hiệu ứng vang, và phần lớn nhỏ của micro. Và một phần khi mà chúng ta muốn cân chỉnh chuyên sâu hơn, chúng ta có thể nhấn vào đây. Đây nó sẽ hiển thị tất cả các loại màn hình từ bên trong. Chúng ta có thể cân chỉnh phần echo đầu ra của từng thiết bị ngõ vào. Đây, cân chỉnh thêm phần reverb và echo delay. Tất cả những thứ này tích hợp trên đây. Nhưng mà theo tôi nghĩ là sử dụng khi mà các bạn mua sản phẩm thì kỹ thuật viên bên tôi sẽ cân chỉnh setup bằng máy tính, nó sẽ chuyên sâu, chuyên môn hơn, cắt giảm tần số nó chuyên nghiệp hơn so với chúng ta cân chỉnh bằng tay. Các bạn chỉ cần bật lên thiết bị lên là các bạn sử dụng, các bạn không cần phải cân chỉnh thêm tất cả cái gì nữa. Và đó là tổng quan phần phía mặt trước. Bây giờ tôi sẽ quay về phần phía mặt sau để cho các bạn có thể nhìn rõ hơn về sản phẩm nha các bạn. Và trước khi đi về phần phía mặt sau của sản phẩm thì mình sẽ giới thiệu thêm một món đồ đi kèm với dòng JBL Amply Vision 3 này, rất là quan trọng luôn các bạn. Đó chính là một chiếc remote như thế này. Các bạn thấy rất là nhỏ gọn luôn nha các bạn, cầm khá là chắc chắn tay. Đây là nút nguồn của sản phẩm, đây là nút mute về âm thanh giúp cho chúng ta có thể bấm im lặng khi mà không cần phải đặt nguồn. Đây là nút mod như là mình đã giới thiệu cho các bạn, đó chính là các chương trình mà hãng đã làm sẵn cho chúng ta. Chúng ta sẽ có 8 cấu hình và chúng ta có thể lựa chọn tùy vào sở thích nhu cầu của chúng ta. Đây là phần USB Lay để chuyên cho khi cắm USB chúng ta sẽ chơi vào phần này. Đây là nút nguồn, nút chọn nguồn vào. Đây là nút kết nối Bluetooth. Đây, chúng ta tăng lớn nhỏ micro, music và hiệu ứng vang từ trên chiếc chính chiếc remote này. Chúng ta không cần phải đi mỗi lần cân chỉnh chúng ta phải đi lại, chúng ta phải cân chỉnh qua các nấm tinh chỉnh như thế này thì rất là mất thời gian. Đây là cái phần đặc biệt nhất, đây nó được tích hợp trên chiếc remote luôn, đó chính là phần tăng giảm tông nhạc. Như chúng ta thích tăng giảm tông, tăng hoặc giảm tông tùy vào nhu cầu của chúng ta có thể can thiệp trên ba nấm tinh chỉnh này. Đặc biệt hơn nữa là nó có thể cân chỉnh chép mid và bass của nhạc trên chính chiếc remote này luôn các bạn. So với các sản phẩm khác thì sẽ không làm được, và hãng đã tích hợp luôn một cái tính năng khá là ưu điểm như thế này cho một dòng sản phẩm Amply kỹ thuật số như thế này, thì mình có thể nói là sản phẩm rất là đáng đánh bật các sản phẩm khác so với tầm giá cùng phân khúc đối với các sản phẩm khác. Và phần phía dưới đây cũng được cương chỉnh chép mid bass của tiếng mid roll, thì chúng ta có thể tự tay chúng ta cương chỉnh phù hợp với không gian cũng như là chất giọng của ta, và chúng ta có thể nghe nhìn một cách hoàn hảo hơn. Đó là về tính năng của chiếc remote này. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng quay về phía mặt sau của sản phẩm nha các bạn. Đây là phần phía mặt sau của sản phẩm. Đầu tiên thì không thể nhắc đến, đó chính là một cái tem chống hàng giả nhái của 3 sao được in vào như thế này, dán vào như thế này. Đây là một cái lưới làm lỗ tổ ong như thế này giúp cho nó tản nhiệt chiếc âm ly này. Âm ly được sử dụng là mạch Class D với mức công suất là 2 kênh, với mức công suất mỗi kênh là 360W. Thì như mình cũng đã nói, với mức công suất này thì chúng ta có thể đáp ứng được các không gian từ 15 cho đến 30 mét vuông một cách thoải mái mà không sợ âm thanh nó bị thiếu hụt hoặc là nó yếu, âm ly kéo không nổi nha các bạn. Dư sức âm ly này có thể kéo được những cặp loa từ 2 tấc cho đến 3 tấc nha các bạn. Cái cổng kết nối thì chúng ta có thể kết cổng kết nối analog VOD hoặc là BGM tùy vào nhu cầu mình sử dụng. Ngõ out, out with và ngõ out sub. Đây là ngõ để ghi âm recorder. Hoặc là chúng ta muốn tín hiệu chúng ta sạch hơn, không bị nhiễu, chúng ta muốn tiếng chức âm nó trong hơn thì chúng ta sử dụng cổng optical này. Thì TV xuống thì giúp cho tín hiệu nó sẽ sạch hơn.
2PC cổng này dùng để kết nối với máy tính để chúng ta có thể setup phần mềm cũng như là cấu hình mà như tôi đã nói trước đó với các bạn là kỹ thuật viên bên tôi sẽ setup và cần chỉnh cho các bạn nếu mà các bạn sở hữu sản phẩm này. Và cổng HDMI 1, 2 và cổng HDMI out ARC. Nguồn điện khi mà sử dụng thì chúng ta sử dụng là AutoVolt 100 cho đến 240V nha các bạn. Và về phần phía mặt sau này cũng không có gì để nói thêm nữa. Các cổng kết nối chỉ có nhiêu đây thôi các bạn. Rất là tiện lợi, nhỏ gọn. Một chiếc ly kỹ thuật số mà nhỏ gọn như thế này. Với mức giá thành tương đối là ổn thì đây chính là sản phẩm đáng được mua nhất trên thời điểm hiện tại. Và đó là tất cả các tính năng của sản phẩm ngày hôm nay mà mình review cho các bạn. Và không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ đây mình sẽ đấu nối một bộ dàn âm thanh hoàn chỉnh để chúng ta cùng trải nghiệm âm thanh mà dòng sản phẩm này mang lại, cũng giúp cho buổi phục vụ ngày hôm nay mang đến tiếng chất âm âm thanh âm hình một cách tốt nhất dành cho các quý khách hàng đang theo dõi video clip ngày hôm nay. Và ngay bây giờ đây chúng ta cùng nhau trải nghiệm một số bản nhạc và cũng như là tôi sẽ hát thử trên bộ dàn ngày hôm nay để cho các bạn cùng nhau trải nghiệm chất âm nha các bạn. Và vừa rồi mình cũng đã cho các bạn trải nghiệm cái cấu hình ngày hôm nay mà mình setup, không biết các bạn trải nghiệm như thế nào, các bạn có thể để lại một bình luận bên dưới để cùng tôi cũng như là các kỹ thuật viên của HD Radio giải đáp những cái thắc mắc của các bạn về sản phẩm nha các bạn. Và nếu các bạn yêu thích về sản phẩm và muốn trải nghiệm âm thanh cũng như là sản phẩm một cách thực tế thì các bạn có thể đến trực tiếp hệ thống showroom của chúng tôi để cùng trải nghiệm dịch vụ cũng như là tham khảo về các mẫu sản phẩm ngày hôm nay mà mình review cho các bạn. Và giá của sản phẩm cấu hình ngày hôm nay đó chính là dàn gia đình karaoke HK62 đang có mức giá bán là 40.990.000 đồng, và cùng với đó là vô số những cái phần quà như là giá treo, dây loa, dây kết nối tín hiệu từ TV xuống và các công gói công lắp đặt miễn phí tại nhà trị giá hơn 3 triệu đồng. Và HD Radio có 3 hình thức chính mua hàng sau đây. Cách thứ nhất là các bạn có thể
gọi điện thoại đến số hotline 1800-0042 để được các nhân viên tư vấn lấy hàng miễn phí cho các bạn. Cách thứ hai là các bạn có thể nhấn vào đường link trang web hdradio.vn để có thể chọn mua cho mình những sản phẩm mà mình tìm kiếm thích hợp, cũng như là các bạn có thể nhấn vào đường link đó để đặt hàng, và các bộ phận online của chúng tôi sẽ gọi điện và xác nhận đơn hàng để gửi đơn hàng đó cho các bạn nếu các bạn ở gần hoặc là xa. Và cách cuối cùng là các bạn có thể đến trực tiếp tại các hệ thống showroom của chúng tôi để có thể nghe nhìn toàn diện hơn về sản phẩm. Và sản phẩm của chúng tôi rất là nhiều ưu đãi dành cho các bạn, từ những sản phẩm Bluetooth cho tới những dàn karaoke như thế này. Và đặc biệt là đối với tất cả các sản phẩm của HD Radio đang bán đều có chương trình trả góp khuyến mãi 0% đối với tất cả các sản phẩm. Và ngay bây giờ đây cũng đã hết video clip ngày hôm nay. Nếu các bạn yêu thích thì hãy nhấn vào đường link bên dưới, ấn vào cái chuông đăng ký để giúp cho mình có thêm động lực tạo ra thêm nhiều video clip khác để review cũng như là cho các bạn trải nghiệm âm hình, nghe nhìn, âm thanh và tất cả các sản phẩm mà mình review tiếp theo sau này nha các bạn. Và bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip lần sau. HD Radio, nâng tầm giá trị giải trí.